Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình chỉ làm cái clip solo giữa những người bắn tay đấy các bạn. Team tôi là tôi, còn mấy bạn tên là Hoài Thương, một cô gái trong Sài Gòn, một bạn tên là Mộng, cũng là con gái, chưa 19 tuổi đấy các bạn nhá. Và một bạn là bạn Minh Blue, thủ ác top 1 trong bạn Eon đang này cho cân. Chúng tôi sẽ đi solo. Đây, tất cả chúng ta đều lồng quét và không sử dụng hỗ trợ tool các bạn nhá. Tôi chỉ mong một ngày nào đó Gandhi chúng ta không có hỗ trợ để solo cho vui như này thôi. Hy vọng sẽ có nhiều cái bạn ủng hộ cho cái ngày không tour sắp tới bạn Sally rất là tốt. Và ngày mùng 7 tháng 2 sắp tới thì phải. Nếu mà các bạn đam mê bắn tay hoặc những bạn tour mà muốn giao lưu cùng mọi người, các bạn không bỏ qua cái thắng thua đi. Nhưng hôm đấy giao lưu một trận cho nó vui đi. Và không chỉ những ngày đấy, những ngày bình thường nữa. Hy vọng các bạn sẽ bỏ tour và đi chiến đấu bình thường với các bạn khác yếu hơn để các bạn khác có cơ hội. Cái này là không phải là mong muốn của riêng mình tôi hay là bạn Sally hay là ai đấy, mà tất cả các đa số các anh em chơi Gandhi rồi. Gandhi đi trong phó bản rất là vui vì hỗ trợ các bạn treo bot này, treo các thứ đào khoáng các kiểu, nói chung là rất là tiện lợi. Nhưng mà đi bắn nhau thì tôi nghĩ tất cả các bạn, nếu các bạn top và có nghe được thì hy vọng các bạn bỏ tool đi để các bạn yếu có cơ hội để giao lưu. Cái vấn đề quan trọng không phải là ông này sử dụng tool à, tôi vừa nói xong. Thế đùa à? Thế thì bạn này bạn chưa lồng web rồi, bạn ấy lộc tool chơi rồi. Đang nói đâu ta? Hy vọng các bạn top sẽ bỏ qua cái này thắng thua để chúng ta giao lưu những cái trận đấu tay hàng ngày. Ngày biết là có tiền thì chơi tool, người không có tiền thì nói kia, nhưng mà cũng không phải tất cả. Đấy là cái lý do của các bạn thôi. Nhiều khi các bạn cứ bảo là các bạn không có thời gian để học bắn tay, các bạn tool cho nó nhanh, nhiệm vụ cho nó xong. Đấy toàn là cái lý do cá nhân của các bạn thôi. Bắn tay thì nó có cái gì mà phải học nhiều đâu, nó ở kia đâu, cần gì các bạn phải học. Các bạn bắn vui, lấy các bạn đã quá là trâu rồi thì các bạn cần gì phải bắn chuẩn hết thì người ta chơi sau này nữa. Đấy là bắn chuẩn hết thì các bạn giỏi thôi, bọn tôi không phục các bạn thôi. Nếu không thì các bạn để cơ hội cho người khác bắn với. Nhưng khi đấy cảm giác các bạn nó sẽ vui hơn đấy. Khi các bạn nó bắn tay các bạn top, các bạn được người ta khen. Vì cái tool nó hỗ trợ các bạn nhiều thật, nhưng mà suy cho cùng thì nó vẫn là một cái gì đó nó không phải chính của các bạn. Cho nên hy vọng anh em bớt đi ạ. Các bạn sẽ được khen rất là nhiều, được các bạn trong game ủng hộ rất nhiều luôn. Và khi đấy sẽ giúp game chúng ta nó sẽ đi lên dần dần. Có nhiều bạn giải thích là vấn đề tool là cái game Gunny và cái game CF nó tồn tại bao nhiêu lâu song hành cùng với cái game thể thao điện tử. Ví dụ như cái game mới ra bây giờ thì không nói song hành thì không đúng, nhưng mà nó vẫn tồn tại song và rất nhiều số lượng người chơi rồi doanh thu rất là lớn. Lý do bạn ấy giải thích là do những người mới chơi không biết chơi thì sử dụng web bắn cho nó dễ. Những người mới chơi thì dùng tool để bắn cho nó chuẩn, thì nếu mà họ không tool, họ không biết chơi thì họ sẽ không chơi nữa. Đấy là lý do linh tinh thôi, tôi nghĩ nó không đúng cho lắm. Tại vì đa số các anh em chơi Gunny, bỏ Gunny đa số là do tool, tiếp theo là do quá hút máu. Nếu cái vấn đề hút máu chúng ta có thể bỏ qua được, tool là chủ yếu các bạn thôi. Và các bạn nhìn đây, cái team này thì nó cũng khá là cân. Như ví dụ team tôi mà chơi tay hết ấy, team kia mà tool hết thì bọn tôi rất là khó. Các bạn ấy sẽ bay luồn lách và phá góc các kiểu. Đây thì cái map này nó cũng không phá góc được, thì cũng chưa thể hiện nhiều. Nhưng mà cũng bỏ map nó bắn khó phết đấy. Xong đam đi ta, đam đi thì ngon quá rồi. Còn đấy mà đam thì tôi sẽ đam bọn này là chết luôn. Vâng, thử full dam xem được bao nhiêu máu bạn này. Thử phát coi. Ôi chà, chết luôn. Băng tiếp, băng vô đi. Băng em ơi. Này tôi nói cho bạn ấy không nghe tiếng, nhưng mà hy vọng bạn ấy sẽ hiểu chiến thuật của đồng đội. Đấy, rất là hay. Này mà mỗi lần la bắn nhau, bắn tay xong các bạn gọi điện cho nhau rất là vui nhỉ. Hay để tôi PM đấy xong là bạn ấy có on không. Thử gọi bạn này nói chuyện xem là chúng ta vừa bắn nhau, chúng ta vừa tham khảo chiến thuật. Ô, trọng thương luôn à. Căng ta. Có tơn đấy em, có tơn đấy, có tơn đấy. Có phây gọi điện cho này. Có người nhờ em trung gian ác.
nãy giờ. Đây là cô gái chủ vui ra xinh đẹp đấy, không tập trung được, cần gì đam luôn đi em, chơi luôn. Úi trời, băng làm gì ra rất cẩn thận. Rồi để tôi băng cho nó trọng thương. Trọng thương P nha. Xem khoảng cách của tôi vào đấy là bao nhiêu. 72 79. Thương P sau đó sẽ đam. Chắc chắn trong đây có 3 người bắn tay. Ông Tun thì đã bị quả báo và chết rồi. Ôi giời, mở băng luôn chứ, mở cả hai luôn. Vãi. Đậu xanh ra má. Không sao, bạn ấy chỉ giết được một người thôi. Nếu mà đam tôi thì sẽ bị đồng đội tôi bắn chết. Bây giờ băng sao được, băng bạn đồng đội tôi cứu. Chạy đâu, đồng đội bắn hơi chuẩn đấy. Rồi, ta sẽ kết hợp là đam chết bạn này luôn. Rồi, đam đi em. Tuần tiếp theo là sẽ là đến từ đồng đội thôi. Ôi, trâu phết, đam đi em. Cho nó máu. Chơi phải khô máu chứ, bắn tay phải lâu lâu phải thể hiện tí anh em ấy. Chơi luôn, đúng rồi, 1, 2, 4 luôn. Bao nhiêu đây? 16 khoảng cách, 6 khoảng cách thôi. Ui ôi, vãi cả xoài. Rất tiếc là hơi mạnh một tẹo, vẫn chết. Chết không? Ui ôi, gần chết, quá hay. Ghê. Cái này đúng là cao thủ mới bắn được đấy, không kiểu gì mà cũng không bắn mắc ở đây rồi. Phải nhẹ tí đẹp hơn, bắn mạnh ở đấy nó sẽ bị giảm sát thương đi rồi. Bây giờ thì bạn ấy cũng chỉ giết được một người thôi. À, team tôi có vẻ trên cơ một tí, nhưng không phải các bạn 50 này có khi trâu hơn team tôi đấy. Ôi trời, ông này chắc lốc web chơi rồi hay là yếu quá chạy mất rồi. Vâng, đồng đội lâu thể hiện pha bắn từ xa đây nè. Thể hiện pha bắn đi em. Ủa, bầu kìa, hai phát đã chết rồi. Hấp thụ nữa chứ. Bắn từ xa đi em. Đúng rồi, không cần bảo, đúng rồi. Bắn thế nó mới ấy. Cái gió ngược kìa, có góc không ấy, đứng bên kia có góc thì không đứng. Có góc ngược chỗ này nó yếu góc, không trúng rồi. Đùa nhau. Thật nhức trôn. Góc xuôi kìa, gió ngược mà đầy góc. Góc xuôi. Trôn đấy, cái trường. Góc xuôi em ơi, góc ngược không đủ. Đùa nhau à? Đúng không? Ôi ôi, đủ kìa, hóa ra lấy giờ bạn ấy chưa đo kịp à? Ôi giời, chơi fake kìa, ui giời kìa, ui giời kìa. Ui giời, chắc cú quá. Các bạn thấy không, một cô gái chúng ta bắn rất là chuẩn. Ghê. Yeah. Lâu không bắn à? Được. Nói chung là có tinh thần lâu lâu bỏ cái tool là được. Cái clip này vừa làm vui các bạn xem, vừa là kêu gọi các bạn sử dụng tool. Chúng ta bớt dùng tool trong chiến đấu đi. Các bạn dùng tool không ai bắn các bạn cả, nhưng mà hy vọng các bạn bớt dùng sẽ vui hơn rất là nhiều. Bạn ấy tạo những cái chủ vui, hoặc những cái bạn mà có tiếng nói, hoặc là các bạn có đam mê ấy, thì các bạn kêu gọi anh em trong server tổ chức những cái buổi đấu giao hữu vui như thế này thôi, thì cái tinh thần của anh em sẽ lên rất là cao. Tôi không nói là cái clip này bắn hay là cái gì hay, nhưng mà cái này muốn làm để nói anh em là nên như vậy. Sao không tìm được những bạn chủ vui có tiếng nói, các bạn nói thì anh em nghe ngay. Còn nếu mà các bạn chủ vui mà không muốn làm thì các bạn có đam mê ấy, các bạn cứ làm đi, cái sự nhiệt tình của các bạn sẽ được mọi người ủng hộ. Nếu mà các bạn muốn tôi tổ chức cái gì đó giúp ấy, tại vì tôi cũng thông báo cho mọi người được nhiều hơn ấy. Cái clip này cũng nhiều người đăng kênh, nhiều người đăng ký, các bạn muốn thông báo thì tôi tổ chức các bạn cái giải gì nhỏ nhỏ đấy, anh em giao lưu phần thưởng như thế nào, các bạn có thể tự liên hệ, tự thiết kế với anh em, tự bàn với các bạn trong vui trong server. Hoặc nếu mà cần hỗ trợ thì bên mình cũng có thể giúp bạn được. Bạn cứ hỗ trợ vui từng ngày một, mỗi ngày một buổi solo vào khung giờ nào đấy để cho anh em on. Hoặc là nếu mà các bạn bận quá thì 2-3 ngày một lần, hoặc một tuần một lần đi, một tháng một lần làm cái giải lớn lớn đi, xong rồi anh em đi ọp yếc nhậu yếc càng tốt. Đây online là được. Các bạn cứ bảo anh em, rủ anh em một cái giải đấu, không cần phải chụp ảnh chụp yếc đâu, tự nguyện mà. Ai tun thì chơi nhiều thì anh em khác cũng biết sửa thôi mà. Quá hay luôn, ông kia chắc lúc lấy lốc web quá. Bỏ tool hết rồi.
Rồi tôi bay ra đây không phải dính hai người, nhưng tôi hơi bị thiệt một kẹo. Đồng đội tôi 34m lực chiến. Tí nữa ra ra chúng ta sâu qua những cái nick nhá, góc ngược, các bạn này toàn thích bắn góc ngược ấy. Úi giời, hơi bị hay đấy, mạnh tí thôi. Cái cảm giác những người mà người ta đam mê xong rồi người ta gặp các bạn vừa mạnh xong rồi các bạn bắn người ta không có cái thước nào mà nhoi lên mà bắn thì cảm giác nước chế nó các bạn ạ. Ui rồi. Rồi, hay lắm. Bay qua đào đi em. Đào trọng thương lên rất cái gì. Hay rồi, bắn này hay rồi. Bên kia bắn sai là chết ngay. Ai khỏe ghê, ông định đam người ta chết luôn một cơn à. Đấy, xem bạn ấy sẽ làm gì. Rồi trọng thương bay qua luôn, chơi ai đây? Mà bắn tay hay tun thế. Tay cả cơ mà. Mình ông tun đấy, ông sửa chưa, ông đổi web chưa? Trời. Tay qua đào thì ngon hơn, chết tôi rồi. Giờ tôi sẽ phải làm gì đây? Đấy bạn này bạn em chay sao ấy? Xong em rồi. Mồm. Rồi, lại cơ hội lại đổi sang tiếng mít kìa. Ôi rồi rồi chứ. Bây giờ tôi sẽ phải dùng xuyên giáp để giết cái bạn này rồi. Hy vọng sẽ đam chết bạn đấy. Bố cũng tay thật. Bố cũng tay đây. Chết không? Chết đi. Chết đi còn solo ông kia. Phát nữa, rít lên. Ui giời, hay quá, vừa đủ chết luôn. Bây giờ tôi sẽ mất xuyên giáp rồi, bây giờ tôi phải solo với bạn này, có khi mạnh hơn tôi đấy. Bạn ấy còn xuyên giáp và không mất nhiều tơn. Bạn ấy trọng thương rồi, không có tơn với tôi đâu. Vâng, rất là hay luôn. Tôi chạy hấp thụ rồi. Tôi sẽ băng bạn ấy lại không thì ăn đam ngay. Còn ta vẫn đủ đường đạn để băng bạn ấy, không cần phải bay. Bay nó sẽ rất mạo hiểm, nếu bạn ấy bắn chuẩn chúng ta sẽ vỡ mồm ngay. Đó. Bây giờ tôi sẽ bay lên một vị trí nào đó, bạn ấy bắn cả tôi đào chết ngay. Bảy sáu, bảy mươi lăm. Rồi. Đây là xem vào gà 8 tuổi các bạn nhá. Cười à, cứ 8-3 lag quá hả? Đang ở một cái thế bất lợi nhưng mà bạn ấy còn xuyên giáp cho nên bạn ấy sẽ được tin bắn hơn nhiều. Ồ, vẫn ở quyết định đứng tại chỗ, không sợ tôi bò tôi băng tôi đào hay sao? Tôi sắp có power rồi, có lẽ tôi bắn cái nữa. Tí nữa tôi sẽ băng cái đi. Băng có khi bạn ấy tiện nó sang đào phát là chết mà, cần gì đúng không? Ta chơi bắn tay chúng ta phải bắn hết mọi cách, mọi chiêu thức để chúng ta có thể chiến thắng đối thủ được. Chứ không phải mỗi solo đam, nhiều khi các bạn bắn tay, các bạn bắn mít cái đồng đội mạnh bên mình chết thì các bạn yếu, các bạn phải chơi đà thôi. Rồi hay lắm, giờ tôi lái tơn rồi. Ôi giời ơi, vẫn mồm quả này nhá. Đà cho sấp mặt nè. Miễn kháng luôn rồi. Sao lại miễn kháng tơn này à? Đào luôn, có một cái xong đào luôn. Có tơn rồi, ok, đào được không? Cái này quất được không các bạn? Chơi luôn. Chết. Rồi, mất bia. Chết không? Úi giời, 4 phát đã chết rồi. Yes. Lại 2-0 rồi nha. Oh yeah. Ốc. Ốc gì? Rồi, đồng đội chửi nhau rồi. Đen. Ai bảo ai vào đấy, người ta đào cho cũng là đen đấy. Ngu. Vì đồng đội chửi ngu cho rồi các bạn ơi. Hài vãi cả trưởng luôn. Rồi. Cười cho phát. Quá hay luôn. Úi hồi, map đào rồi. Thằng nào bắn trước thằng ấy có khi ngon đấy. Ngon kìa. Mình đang bắn trước không? Mình đào chết thằng kia luôn. À không, đồng đội mới. Một có thể chết được nếu bạn nào cao thủ. Mày sẽ băng tôi và tôi sẽ mở băng ra. Đúng rồi.
Ơ, băng bản xa kia sao? Nhầm rồi, hay lắm. Ù, hai người bắn trước mình nhỉ? Mình bắn cuối cùng à? Đậu. Băng à, băng thì gì, mở đi. Đấy, bắn không cẩn thận là chết ngay. Map này nó nhạy cảm lắm, một đào là đi luôn. Rồi. 1-2 đi em. 1-2 xa đi, 1-2 xa đi, nghe tôi. Đúng rồi, mình đang lợi mà, đào chuẩn là ngon. Khoảng cách giữa đồng đội tôi và bạn kia nó khoảng góc 65, nó khoảng được 62. Chuẩn không? Ui giời, mạnh rồi kìa, nhẹ, phích lên, ui hay lắm. Rồi, tôi mở băng ra tôi đào luôn. Lên một kẹo nữa, lấy cái góc cao cao tí. Rồi, chết nè. Rồi, chết một bạn rồi. Giờ đồng đội tôi lại phải solo. Bạn ấy có lẽ sẽ đào chết tôi thôi. Đào ai? Đào tôi xong đồng đội tôi cũng cộng 2. Cộng 2 xong giết. Đi rồi, bằng nhau thôi mà. Hay lắm. Nên cộng 2 xong đào mới đứng thần tốc. Rồi, cộng 2 xong đào. Thôi không cần phải báo đâu, chắc bạn ấy sẽ biết thôi. Đấy, đồng đội vừa bắn hay này còn chiến thuật hay nữa. Phải cho nhặt ra tí đam này, tí gió nó đổi nữa này. Ok, giờ cẩn thận nó miễn kháng nhá, đào nhẹ nhẹ tí thôi. Đào đầu nó miễn kháng đấy. Dồi ôi, đào giữa đầu rồi. Thôi xong. Á cái gì nữa. Cái này phải kinh nghiệm mới chơi được. Không phải là đào là được đâu. Nếu không thì phải đào 1-2 ngay từ đây này, cho nó miễn kháng luôn đi, nó bằng tơn. Bắn kiểu đấy mà không đào đầu thì gần như xác suất sẽ miễn kháng. Bây giờ bạn này đào lại, đào vào đầu cũng miễn kháng. Xem bạn ấy đào của gì nhá. Nhưng bạn này bạn tôi nghĩ bạn này sẽ thông minh hơn. Bạn ấy bò sát mép và bạn ấy đào tự sát cả hai luôn thì nó sẽ rất khó miễn kháng. Còn đứng xa xa đào này mà đào mạnh một tí là chết ngay. Đấy. Rồi lên giết thôi. Không chịu sửa này. Các bạn thấy không? Các bạn coi các bạn rút kinh nghiệm nha, các bạn bắn tay là những quả đấy các bạn tự sát luôn đi. Hoặc là các bạn bắn phải thật là chuẩn vào. Còn theo tôi các bạn kinh nghiệm mà khi 1-1 đến mà chúng ta có thể kết thúc đối thủ này, chúng ta lên ấy luôn. Ô không có tơn các bạn ơi, vâng rất tiếc. Không có tơn rồi. Tại sao vậy? Bạn này băng mở băng đấy, đào luôn nhá. Băng mở băng ra đào, ổ xuyên dao luôn rồi. Không có tơn mới đau chứ. Pha 1-2 bằng nhau thôi, vỡ mồm rồi. Cái tơn hơi bị ảo diệu cái tơn này cho nên bên tôi là bị thua mất rồi. Tỷ số là 2-1 nhá. Bên nào thua là kèo 5 củ ấy. Tiếp tục trận đấu tiếp theo. Chúng ta sẽ làm kèo 5 trận nhá, xem bên nào chiến thắng. Kèo 5 triệu. Làm kèo long củ, Winnie ra đi nhậu. Mua bao nhiêu xu một dương vàng thế? Không biết nữa. Sao lại hỏi mình dương vàng ta, sao biết được. Rồi, map này khó đào rồi. Map này phải chiến đấu bằng pha đam đây. Canh canh còn nào đào được thì đào nhưng mà thôi. Map này hơi khó bắn này. Ủa ôi, tuyệt vời luôn. Nhanh nhẹn so le à? Chạy đâu? Anh đi đâu thế? Anh đi xa em quá. Rồi. Bay trúng rồi. Ui. Ngon. Rồi, đào luôn. Đào luôn ngoài xuống. Á đù này. Bắn tay mít thì chết này. Đào ông này xuống luôn. Ông này với áo vẩn đồng đội lại bay lên ra, lại bò ra đào tiếp. Rồi. Tí đồng đội tôi xuống bò sát mép là chết luôn chỗ này. À bò sát mép rồi. Làm gì thế nào. Một đam nữa là ông này chết rồi. Băng xa đi em. Băng xa. Úi dồi ôi, chơi luôn kìa. Thì xong rồi. Nó trọng thương nó giết chết. Đào chỗ này không chết được.
phần này phải kèo thì kèo nữa các bạn ơi, 5 trận mà thua 2 thì phải phải mà không sao chưa chết được. Ủa tôi cho nó cái góc bắn luôn rồi, đào nó xuống nó đỡ đam anh chứ. Thôi thôi, bắn này nhếch xác rồi. Rồi xong em rồi, đào thụt một tí nữa tôi còn đào chứ. Ôi giời thiếu rồi, nhẹ quá. Giờ là đồng đội tôi dễ bị đam chết này, không sao. Cho này bay lên đâu. Ồ hay. Làm gì đây? 1-2 à? Băng quần què. Bên kia hai bạn nói chuyện rất hài hước. X2 luôn. Rồi. Úi giời, chúng thằng kia mỗi phát. Hay lắm. Bây giờ tôi sẽ băng bạn kia là tôi bị đam chết ngay. Tôi bay đi, bay thằng kia tí tôi xuyên giáp cho phát. Bạn kia là tôi đam một đam chết được. Đấy, đam tôi đi. Tôi băng là sợ mở băng, kệ cho đào đi. Đào càng có cơ hội lấy tơn. Lấy tơn giết một người đi. Hay lắm. Đừng thần tốc nhá. Rồi. Ngon. Hay lắm. Giờ lấy tơn là đam một ông chết đi. Đừng trọng thương. Trọng thương không có tơn với bạn là gần này đâu. Bay à? Ai chạy? Ui chạy xa thế. Lên kia mà giết một người luôn đi chứ. Đậu. Đấy rồi. Không sao, đồng đội tôi chắc là bắn được lên mới quyết định bay qua đây để thể hiện một pha bắn kinh điển. Chúng ta cùng xem pha bắn của đấy nhá. Rồi, tôi ngắm được đường đạn rồi. Giờ xem đồng đội tôi ngắm đến đâu nữa. Ngắm bạn dưới đi. Bạn trên để anh. Bố vừa nập cái nick. Cái gì đây? Ôi, bắn nhị nhị đấy. Trúng không? Trúng không? Ui giời ơi, kìa. Mạnh tí nữa là trúng. Rồi. Vâng, mình bay họ 1-2 mình bay xuống không có tơn luôn. Cái này chiến đấu nó tơn nó hơi bị tào lao một tẹo. Đi khiêu chiến nó nhiều khi nó buồn cười lắm. Ủa ôi, tuyệt vời. Một pha bắn tuyệt vời. Mà có lẽ tôi chưa có ẩn bùa nên tốc độ tôi yếu ấy. Ẩn bùa 48 mới có cơ. Ôi giời, ngon. Tức lỗ bờ luôn, trúng luôn. Vãi vậy. Ủa ôi. Được đấy, bên kia bắt đầu lên đồng rồi đấy. Chết nha. Chết. Không có tức được bao giờ rồi à. Ô hai tia là chết. Ui rồi ngon. Rồi. Cố lên em ơi. Họ sẽ đam chết anh ở tơn này. Cố lên cố lên. Bạn kia sẽ giết anh tơn này. Em phải làm sao để kết thúc người ta sau khi người ta giết anh. Mình thắng trận này là mình có kèo 5 củ rồi anh em đi nhậu. Đừng bay qua nó giết chết nhá. Đấy, anh ấy mất xin giáp để solo ấy. Rồi đồng đội tôi chơi quả chắc cú. Á à, chảy á à, trọng thương ạ. À. Băng đi băng đi. Quả này gây cấn này. Rồi băng mít phát nó đam cho chết này. Cũng không cần thiết nếu có thể cứ đếm chay thôi. Nếu bạn này đam tôi đồng đội tôi đam lại thôi. Rồi, nếu mà muốn cứu tôi phải băng lại. Theo tôi là ăn chắc đi. Đếm chay đi. Mất tơn phát là quất luôn. Úi giời. Rất là tinh thần đồng đội luôn. Chúng không? Chúng là có thể cứu được anh ấy. Có thể thôi. Vãi rồi. Thôi rồi em ơi. À. Hụt rồi. Rồi em không có lấy 5 triệu đúng không? Hay là em nhường team người ta. Ui giời, cần tôi cần gì phải nhiều đam như thế. Phí cái xuyên giáp ra. Đoay trọng thương qua thịt em ơi. Rồi đam này sống bằng răng. Ôi chạy ẩn bùa kìa. Ôi chạy ẩn bùa kìa. Thôi vẫn chết. Mình chạy ẩn bùa. Trọng thương này giết em ơi. Gió đẹp kìa. Đồng đội tôi mất ít máu rồi đấy. Bên này chúng ta có thể hên xui chạy ẩn bùa được. Giảm 50% đam đấy các bạn. Không trọng thương luôn hả? Rồi, lấy 3 tợn được. Rất là chắc cú. Cẩn thận nó chạy ẩn bùa nhá. Rồi, gió, để ý gió kìa. Nhanh lên. Sao lại đam đâu rồi? Ông nào nhặt mất của mình thôi.
cố lên chết đi. Chết. Ui kìa. Sao nó? Ui giời, chết mít hết rồi. Ui giời kìa. Vãi rồi em ơi. Anh hấp hoài thế. Bắn 9 tia thì hấp tia mít 4 tia nữa. Rồi bây giờ thì từ lại đèo rồi. Cũng trọng thương lại, ba tơn lại. Ô, cộng 2 à? Sao không chơi trọng thương ta, hay là trọng thương chưa đủ? Ôi, đam thấm nó các bạn ạ. Bạn kia châu đồng đội tôi nhiều mà đồng đội tôi có 30 mét, 34 mét cả đột biến. Ôi, một bầu à? Chết không? Ôi, bầu này sống bằng răng. Rồi chết rồi. Hấp thụ phát đi. Hấp củi nhé. Rồi, đồng đội tôi thì hơi yếu so với bạn này. Tôi đam to hơn một tí, nhanh nhẹn tôi lại thấp hơn thì tôi khó cấp tơn hơn. Làm lại trận cuối nhá, gắng nào 5 củi, hai anh em đi nhậu, gắng làm 5 triệu. Yo, đây là trận chung kết, chung kết U23 Gunny giữa đội tuyển Đức Anh và Hoài Thương, bên kia là Minh Đẹp Dài với lại bạn gì tôi không rõ. Tỷ số hiện tại đang là 2-2 rồi. Đây có thể là trận đấu chung kết, nếu như mà hai đội hòa chúng ta sẽ vào đá lưng lưu. À nhầm, cái này thì không có thắng, không có hòa. Thắng thắng thua. Bay ra Hà Nội nhỏ anh, đúng rồi, bay ra đây. Đúng rồi. Nếu mà xa quá thì để anh vô. À bằng luôn à, kinh đấy, ui giời tưởng như nào. Nguyễn mặt. Căng rồi, bóp này căng rồi. Bóp này thì có vẻ hơi lâu một tí này. Rồi đồng đội thôi, liệu có bắn được không. Rồi chiến thắng đi để em. Ui rồi, cũng tựa tựa nhau à. Bắn gần trúng luôn. Tôi canh, tôi đam chết bạn ảo giác này mới được. Bạn này thủ có vẻ không được trâu cho lắm. Ủa, rất là bá đạo, băng luôn. Trúng không. Ôi giời, xong con ong nhá. Mẹ cái gì mà mẹ chửi à. Làm tí máu cái đã. Làm tí máu cái đã. Úi giời, thiếu tí. Úi giời. Đồng đội đâu. Cẩn thận nhá, nó họ bắn gần trúng rồi đấy. Cứ bắn góc thấp thôi, góc cao làm gì, chỉnh gió cho nó khó là. Gió to phát là xịt, cứ góc thấp một chiến. Bao giờ pro đồ rồi thì chơi góc cao đấy, là trúng cái đầu rồi. Úi giời kìa. Hay chưa. Kéo lực thần thánh. Canh canh ông này lên tôi đàn cho phát. Tôi phải phá góc đằng trước mới được. Phá góc đằng trước không bắn đồng đội tôi chết. Ôi giời, không phá được rồi. À thụt cái đầu xuống à. Bò bò cái khi bắn mít này. Đấy giờ đồng đội là ngắm được bạn xa đấy. Xin giáp là chết đấy. Mày đâu. Úi giời, đào xuống đây em. Đào xuống. Từ từ xem bên kia hành động như thế nào đã. Phiên luôn rồi. Chỉ là cẩn thận. Một hai xuống đi em, một hai đi. Thôi canh cái thằng kia nó sang nó xuyên giáp chết đấy. Từ úi giời kìa, ngon luôn. Tôi có mang giả ma pháp không? Không mang rồi. Rồi một hai luôn được. Bò bò ra tí em ơi. Một hai cả đầu rồi. Rồi. Ui ôi mạnh thế. Vừa lấy xuyên giáp xứ nó đi. Tôi chạy mới được. Chạy xa xa tẹo, ông này ông ấy chưa dám chết. Rồi. Yên tâm, hành động gì là tôi sẽ băng cứu ông đội ngay. À, đứng mặt. Bắn trước mà, bắn như này làm sao có tơn đồng đội tôi được. Úi giời, hay. Được đấy, mình liệu có đam được không. Tôi sẽ phải giết bạn Châu bên kia là có thể ấy được. Xuyên giáp luôn đi em. Ôi thần tốc rồi kìa, đừng rơi, đừng rơi. Em ơi đừng rơi, ui chuẩn nhé. Căng ta. Bỏ xuống à, bỏ xuống tôi đam chết đấy. Ôi kìa, có cái thời lực không. Ôi giời, thôi xong em, ui giời. Ngon, thế là hốt được một ông này tự sát. Thôi mà thần tốc phát nữa thì bạn kia chết luôn. Tự sát nè. Có lên, chuẩn vào.
chết này. Ui thấp thụ rồi, tôi xong em rồi. Tu bay qua đây, bay em. Nếu mà tôi ăn vào này thì đồng đội tôi giải quyết vào kia luôn. Rất tiếc là chạy hấp thụ rồi. Rồi 5 triệu của em ơi. Đu bay vào anh luôn rồi. Ồ mày quá không trúng. Bây giờ bạn này phải bay ôm theo thôi. Ngon rồi, biết sao mà ngon. Bây giờ bạn này bay trọng thương xong rồi bạn này băng đồng đội tôi lại thì đồng đội tôi đi rồi, không sao. Em bắn chết rồi. Ừ nhỉ, bắn thì chết rồi. Bay trúng rồi, bắn. Đùa. Bay trúng bắn được không? Pro ấy, có khi bạn ấy bắn được thật ấy, quả này hai màn hình hơn hai màn hình. X2 luôn. Ôi kìa. Rồi ông này bây giờ băng lại à? Hay làm gì đây? Cũng bối rối đấy. Ôi giời, xuyên giáp luôn này, ngon. Ngon luôn. Giết ai? Pau à? Thôi giết tội cũng được. Ôi kìa, hay quá nhỉ. Ôi đủ chết luôn rồi. Và ai? Bầu to thế. Mà bỏ mà thế quái nào. Một phát chết luôn rồi. Ông này trọng thương nữa. Rồi ván này thua 5 củ rồi. Thôi xong em rồi. Em ơi. Ông này ông xuyên giáp à? Xuyên giáp đi. Ồ, 1-2 à? Được. Rồi, hay lắm, vẫn có cơ hội các bạn ơi. Ui giời, thằng kia nó có tơn tiếp kìa. À, gớm mặt. Thôi mình sẽ bay đi các bạn ơi. Không sao, còn nước còn tát, trọng thương vẫn còn mà. Đừng thần tốc nhá. À, thằng này nó chết rồi, thằng này hết máu à. Ngon. Đừng thần tốc còn được. Thôi kệ nó, cứ chạy thôi, map này bắn được. Ông kia ông chết hết máu, ông chết rồi. Rồi. Cố lên ơi, phát này có khi chết đấy. Làm 5 củ ăn chơi. Ôi, cái thằng này sao chưa chết? Ôi, đậu xanh nó chứ. Cái thằng này sao nó không chết? Tôi chết tôi rồi. Đùa hả? Sao nó kia mà nó vẫn chưa chết kìa. Mũi tên nó hồi ca máu à? Tôi xong em. Đậu. Vãi cả thần tốc nữa kìa. Thôi làm củ rồi em ơi. Cái thằng kia nó mang hồi kín hồi phục. Bây giờ đùa thôi. Trận đấu solo vui thôi, không có kèo ghét gì cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nhá. Anh em nhớ đăng ký và share clip giúp mình. Hy vọng các bạn top khác mà xem được clip thì không có mong muốn gì, cái mong muốn vui vui thôi. Anh em bớt tuôn trong chiến đấu để chúng ta có những trận đấu cân bằng như này. Ok, thay mọi người nhá. Cảm ơn các bạn. Hay anh em đã đóng góp. Cảm ơn đồng đội. Thanh đồng đội Cute ra Hà Nội mời nhậu. Cute. Ok, thank you. Bye bye mọi người ạ. Hẹn các bạn vào clip gần nhất.